triển lãm chuyên đề thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4, 2024. Triển lãm có 4 chủ đề chính gồm di tích khảo cổ, nhà nước thời đại các vua hùng, những di tích thờ Hùng Vương tại Việt Nam, đảng, nhà nước và nhân dân tri ân công đức tổ tiên, với gần 120 tư liệu hình ảnh, triển lãm giới thiệu đến mọi người một cái nhìn tổng quát về truyền thống văn hóa lịch sử từ xưa đến nay thông qua những tư liệu hình ảnh này giúp mọi người có thêm nhiều thông tin giá trị nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và học tập của mình, đặc biệt là tìm hiểu về thời đại các vua hùng